Nguyễn Thị Oanh, Phạm Quang Huy tranh cúp chiến thắng 2023. Xạ thủ Phạm Quang Huy, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đứng trước cơ hội giành giải nam, nữ vận động viên của năm tại cúp chiến thắng và nhận thưởng 100 triệu đồng. Cúp chiến thắng 2023 gồm có 11 hạng mục giải thưởng gồm nam, nữ vận động viên của năm, vận động viên trẻ của năm, huấn luyện viên của năm, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, vận động viên được yêu mến nhất, vận động viên thể thao người khuyết tật của năm, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm, giải thưởng thành tựu trọn đời, chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng, trong đó người chiến thắng hạng mục nam, nữ vận động viên của năm được nhận 100 triệu đồng. 2023 là năm sôi động của thể thao Việt Nam khi các vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều giải đấu lớn như SEA Games 32 hay ASEAN 19. Hạng mục nam vận động viên của năm sẽ là cuộc đua giữa những gương mặt xuất sắc gồm xạ thủ Phạm Quang Huy, huy chương vàng ASEAN 19, Nguyễn Văn Khánh Phong, thể dục dụng cụ, huy chương bạc ASEAN 19, hai huy chương vàng SEA Games, Nguyễn Huy Hoàng, bơi, hai huy chương đồng ASEAN 19, bốn huy chương vàng SEA Games, Lê Khánh Hưng, gôn, huy chương vàng SEA Games 32, Phạm Thanh Bảo, bơi, hai huy chương vàng, phá hai kỷ lục SEA Games, Lại Lý Huynh, cờ tướng, huy chương bạc đồng đội, HC đồng cá nhân ASEAN 19, huy chương vàng SEA Games. Ở hạng mục nữ, Nguyễn Thị Oanh, điền kinh, 4 huy chương vàng SEA Games, Trần Thị Ngọc Yến, cầu mây, HC vàng ASEAN, Trần Thị Thanh Thúy, bóng chuyền, vô địch câu lạc bộ nữ châu Á, hạng 4 ASEAN 19, Nguyễn Thị Thật, xe đạp, huy chương vàng vô địch châu Á, huy chương vàng SEA Games, giành suất dự Olympic Paris 2024, Nguyễn Thùy Linh, cầu mây, Nguyễn Thị Huyền, điền kinh, Dương Thúy Vi, wushu và Nguyễn Thị Ngoan, karate là những ứng viên do danh hiệu nữ vận động viên xuất sắc của năm. Giải đội tuyển của năm là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ, huy chương vàng SEA Games, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ, vô địch châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ, vô địch giải câu lạc bộ nữ châu Á, vô địch AVC Challenger Cup, hạng 4 giải vô địch châu Á, hạng 4 ASEAN, huy chương bạc SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ, dự World Cup, huy chương vàng SEA Games, câu lạc bộ Sài Gòn Heat, lần thứ tư liên tiếp vô địch PBA. Hạng mục này năm nay có giải thưởng 100 triệu đồng, gấp đôi so với năm ngoái. Ở hạng mục chuyên gia nước ngoài của năm, chuyên gia Park Chung-gun, bắn súng, là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cúp chiến thắng 2023 sau kỳ tích giúp bắn súng Việt Nam có huy chương vàng ASEAN đầu tiên trong lịch sử do xạ thủ Phạm Quang Huy mang lại. Ông cũng góp công giúp xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành vé dự Olympic Paris 2024. Cúp chiến thắng 2023 là lần thứ 7 giải thưởng được tổ chức. Cuộc bầu chọn giải thưởng cúp chiến thắng 2023 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Gala trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 tại Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.